Ngọc Thật và Nhật Tân xin kính chào quý khán giả đang đến với chương trình Tây Ninh Ngày Mới của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Chương trình phát sóng vào lúc 6 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh TTV11 và được phát trực tuyến trên website tayninhtv.vn. Chúc quý khán giả có thật nhiều năng lượng để khởi động ngày mới. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng điểm lại những sự kiện đáng chú ý ngày qua. Nhằm chuẩn bị tốt cho công tác giao nhận quân năm 2021, ngày 15 tháng 1, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh tổ chức họp hội đồng. Ông Nguyễn Thanh Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, kiêm Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Năm 2021, toàn tỉnh đã đưa ra xét duyệt tiêu chuẩn nhập ngũ là 42.420 công dân, xét miễn hoãn 24.932 công dân, đủ điều kiện sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự 17.488 công dân, đủ điều kiện nhập ngũ 3.088 công dân. Nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi và tiếp thêm động lực cho toàn thể cán bộ, công nhân viên trong công tác kinh doanh và kỹ thuật, quyết tâm hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2021, sáng ngày 16 tháng 1 năm 2021, VNPT tỉnh Tây Ninh đã tổ chức lễ ra quân sản xuất kinh doanh đầu năm 2021. Sau buổi lễ ra quân, các đơn vị trực thuộc VNPT Tây Ninh đã có buổi chia nhóm thảo luận về các giải pháp sản xuất kinh doanh nhằm hoàn thành toàn diện các tiêu chí về doanh thu kinh doanh, hoàn thiện chất lượng dịch vụ sản phẩm, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Tối ngày 15 tháng 1, tỉnh đoàn Tây Ninh tổ chức lễ phát động thi đua và chính thức công bố giới thiệu 4 hoạt động cấp tỉnh mở đầu cho đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 1931, 26 tháng 3 2021, gồm tổ chức tổng kết đợt sưu tầm tìm hiểu giới thiệu các tác phẩm viết về thanh niên trên công trường thủy lợi Dầu Tiếng giai đoạn 1980-1985, tổ chức ra mắt ứng dụng bản đồ số hóa địa chỉ đỏ Tani Location, tổ chức tổng kết cuộc thi sách Người bạn của tôi mùa 3 năm 2020, đồng thời thực hiện ký kết thỏa thuận hợp tác về viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông giữa tỉnh đoàn và VNPT Tây Ninh giai đoạn 2021-2022. Việc người dân tự ý đốt rác thường xuyên trên vỉa hè, lòng đường sẽ làm hư hỏng vỉa hè và tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra hỏa hoạn hoặc làm hỏng tài sản. Đốt lửa trên vỉa hè, lề đường là một trong những hành vi vi phạm quy định về quản lý, khai thác, bảo trì, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, được quy định cụ thể tại Nghị định 100. Người dân tự ý đốt rác trên vỉa hè hoặc đốt lửa để sưởi ấm trong điều kiện thời tiết se lạnh như hiện nay có thể bị phạt hành chính. Cụ thể, phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng đối với cá nhân, từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. Tự ý đốt lửa trên cầu, dưới gầm cầu, neo đậu tàu, thuyền, dưới gầm cầu hoặc trong phạm vi hành lang an toàn cầu. Tự ý be bờ tát nước qua mặt đường giao thông, đặt ống bơm nước, bơm cát qua đường đốt lửa trên mặt đường. Ngoài ra, đốt lửa tại các điểm dễ cháy nổ gây hậu quả nghiêm trọng, người đốt lửa có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Thưa quý vị, thời gian qua, vấn nạn tin nhắn rác, thư điện tử rác và cuộc gọi rác tràn lan đã gây ra không ít phiền toái cho người sử dụng các dịch vụ viễn thông. Nghị định 91 của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác đã có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2020. Đây được coi là giải pháp quyết liệt nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, xử lý dứt điểm tình trạng này. Theo Nghị định 91, chủ thuê bao di động có thể dễ dàng đăng ký vào danh sách không quảng cáo bằng tin nhắn hoặc website của Cục An toàn Thông tin. 1. Đăng ký qua tin nhắn. Theo đó, người dân đăng ký từ chối nhận cuộc gọi rác và tin nhắn rác, soạn tin DK, khoảng trắng, DNC, gửi 5656. Để phản ánh cuộc gọi rác, soạn tin V, khoảng cách, số điện thoại phát tán quảng cáo, khoảng cách, nội dung quảng cáo, gửi 5656. Phản ánh tin nhắn rác, soạn tin S, khoảng cách, số điện thoại phát tán quảng cáo, khoảng cách, nội dung quảng cáo, gửi 5656. Tất cả tin nhắn về đầu số 5656 hoàn toàn miễn phí. 2. Đăng ký qua website Cục An toàn Thông tin. Người dân truy cập vào địa chỉ https://khongquangcao.ais.gov.vn. Sau đó nhập số điện thoại để đăng ký vào danh sách không quảng cáo. Tiếp đến, nhập mã OTP mà hệ thống gửi tin nhắn về cho thuê bao. Thưa quý vị khán giả, trước diễn biến mới nhất của tình hình dịch bệnh COVID-19, mọi chúng ta cần nâng cao ý thức tuân thủ các quy định phòng dịch để đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và toàn xã hội.
Ngay sau đây, Việt Anh sẽ gửi đến quý vị những thông tin về thời tiết hôm nay, tăng cường sức đề kháng phòng chống dịch bệnh COVID-19. Việt Anh xin kính chào quý khán giả của chương trình Tây Ninh Ngày Mới. Thưa quý vị, hôm nay, ngày 17 tháng 1 năm 2021, tại khu vực miền Đông Nam Bộ và tỉnh Tây Ninh, mây thay đổi, ít mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 18 đến 31 độ C. Và thưa quý khán giả, trong những ngày không khí lạnh hanh khô vào sáng sớm và nắng nóng vào giữa trưa sẽ tạo cảm giác rất khó chịu cho chúng ta, đặc biệt là với trẻ nhỏ. Bởi vậy, chúng ta cần biết cách chăm sóc trẻ đúng cách để trẻ khỏe mạnh trong những ngày này. Quý vị lưu ý không nên ủ ấm cho trẻ quá kỹ. Khi trẻ vận động mồ hôi ra nhiều sẽ thấm ngược trở lại vào cơ thể, khiến trẻ bị nhiễm lạnh và dẫn đến viêm phổi. Trong phòng của trẻ nên duy trì nhiệt độ từ 25 đến 28 độ C, thoáng nhưng tránh có gió lùa. Trẻ cần được vận động ngoài trời để tăng khả năng thích nghi với các yếu tố thời tiết, tăng sức đề kháng, phòng tránh được nhiều bệnh dễ lây nhiễm. Đối với trẻ dưới 5 tuổi, cần được ra ngoài trời tắm nắng hàng ngày vào buổi sáng để hấp thụ vitamin D, phòng ngừa được bệnh còi xương. Hạn chế cho trẻ tới nơi đông người, tránh tiếp xúc với người đang mắc bệnh, tránh xa các nguồn ô nhiễm như khói bụi, khói thuốc lá. Để tăng sức đề kháng cho trẻ, quý vị cần bổ sung nhóm thực phẩm giàu canxi, vitamin. Bữa ăn của trẻ phải được đảm bảo đủ chất dinh dưỡng để nâng cao sức đề kháng, kích thích ăn uống ngon miệng, tăng khả năng hấp thu chất dinh dưỡng. Hy vọng với những thông tin mà Việt Anh chia sẻ vừa rồi sẽ giúp quý vị bảo vệ tốt nhất cho sức khỏe của bản thân và gia đình mình. Còn bây giờ, xin mời quý khán giả tiếp tục theo dõi những nội dung tiếp theo của Tây Ninh Ngày Mới. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay là Chủ nhật và những ngày cuối tuần thì người hâm mộ bóng đá sẽ được tận hưởng niềm đam mê trái bóng tròn với những trận đấu hấp dẫn của V-League 2021 và các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Sau đây chúng ta cùng đến với lịch thi đấu và thông tin một số trận đấu đáng chú ý. Vào chiều tối nay, V-League 2021 sẽ diễn ra 3 trận đấu. Đáng chú ý nhất là trận đấu giữa câu lạc bộ Sài Gòn và Hoàng Anh Gia Lai vào lúc 19:15. Đây là hai câu lạc bộ đang có sự đầu tư lớn ở mùa giải này, đặc biệt là Hoàng Anh Gia Lai với sự xuất hiện của Kia Tisak trên băng ghế chỉ đạo cùng dàn sao đang ở đội chính. Hai trận đấu trước đó giữa SHB Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, một cái tên cũng rất được kỳ vọng ở mùa giải này. Còn Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp đón Quảng Ninh. Tâm điểm của vòng 19 giải Ngoại hạng Anh sẽ là trận derby nước Anh giữa Liverpool và Manchester United vào lúc 23:30 tối nay. Ngoài tính chất lịch sử, đây còn là cuộc chiến thực sự cho ngôi vô địch mùa này khi hai đội đang ở đỉnh của bảng xếp hạng. Đang đứng đầu bảng và hơn Liverpool 3 điểm, Man United sẽ giữ được ngôi đầu nếu không thua tại Anfield. Nhưng tại đây, Liverpool luôn thi đấu thăng hoa và đã trải qua 46 trận gần nhất không bị đánh bại. Cũng ở vòng đấu này thì Manchester City tiếp đón Crystal Palace. Chỉ cần giành 3 điểm thì Man City sẽ là đội hưởng lợi nhất, cho dù trận đấu giữa Liverpool và Man United kết thúc với kết quả như thế nào. Còn tại vòng 18 Serie A, cuộc đối đầu đáng chú ý nhất đó là giữa Inter Milan và Juventus. Trận đấu có tính chất quyết định đến thứ hạng của hai đội ở lượt đi, đồng thời tạo đà tâm lý thuận lợi để tiếp tục bám đuổi AC Milan. Tại vòng 16 Bundesliga, đội đầu bảng Bayern Munich sẽ gặp cái tên đang xếp hạng 8, Freiburg. 3 điểm sẽ giúp hùm xám củng cố ngôi đầu và duy trì khoảng cách về điểm số với các đội xếp sau. Kết quả diễn biến vòng 1 V-League 2021 và các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu cùng những tin tức thể thao cập nhật khác sẽ có trong bản tin thể thao 13:30 trên kênh TTV11. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Còn bây giờ sẽ là những nội dung tiếp theo của Tây Ninh Ngày Mới. Thưa quý vị, ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin về các chương trình giải trí sẽ được phát trên TTV11 trong ngày hôm nay. Và chắc chắn là những thông tin này sẽ vô cùng hữu ích đối với tất cả quý vị. Đôi mắt quê hương chan chứa bao ân tình, nơi người ta trao nhau tất cả tình thương quê mẹ. Mời quý vị cùng thưởng thức những giai điệu mượt mà sâu lắng trong chương trình Tuyệt phẩm Bolero phát sóng lúc 9:50. Anh ơi, con nghe đi! Con ạ, con... Số phận nghiệt ngã sẽ đeo bám cả hai thế hệ cho đến khi nào. Đón xem tiếp diễn biến ở tập 24 của bộ phim Một nửa nanh cọp phát sóng vào lúc 12 giờ. Không phải diễn viên nào mình cũng làm được điều đó. Có những người họ chỉ phù hợp với một loại hình nào đó thôi. Vậy thì đâu là cái bí quyết của em để em có thể... Cùng trải lòng và lắng nghe những chia sẻ thú vị từ diễn viên Lê Khánh ở tập 3 Talk Show Hạnh Phúc Ở Đâu phát sóng lúc 15:35. Như thế nào để mở được cánh cửa của lĩnh vực đó bước vào... Cuộc sống của chúng ta đôi khi sẽ bắt gặp sự dối trá. Tên sát thủ, kẻ lừa đảo, người phục vụ khách sạn và một cô dâu bỏ trốn. Đang xen giữa họ là sự lừa dối và phản bội. Những lời nói dối to tát,
những lời nói dối vô hại và những sự thật nửa vời xen kẽ với nhau để che đậy sự thật kinh hoàng. Đón xem phim cuối tuần Lời nói dối thứ bảy phát sóng vào lúc 20:05. Quý khán giả thân mến, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Tây Ninh ngày mới của TTP11 ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đón xem chương trình Tây Ninh ngày mới được phát sóng mỗi ngày vào lúc 6:30. Quý vị có thể xem trực tuyến trên website tayninhtv.vn, kênh YouTube truyền hình Tây Ninh hoặc cài đặt ứng dụng Tây Ninh TV để có thể xem chương trình ở bất cứ đâu. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.